Kính thưa quý độc giả thân mến, trong đời sống tinh thần của mỗi chúng ta, sách đóng vai trò rất quan trọng. Sách là chiếc chìa khóa vạn năng mở cửa lâu đài trí tuệ và tâm hồn con người, là người thầy siêu việt thắp sáng trong ta nguồn tri thức vô tận, dạy chúng ta biết cách sống và biết cách hy sinh. Sách là kho tàng tri thức quan trọng đối với tất cả mọi người, bởi sách ghi lại những kiến thức, những giá trị của cuộc sống mà người đi trước đã tìm kiếm, học tập, trải nghiệm và truyền lại cho thế hệ mai sau. Những quyển sách có nội dung tốt sẽ đưa đến cho chúng ta không chỉ những hiểu biết mới mà còn cả những sự suy nghĩ, tìm tòi và sự biến đổi về tâm hồn. Có thể nói, sách chính là người bạn tâm giao, chia sẻ mọi nỗi buồn, vui, sâu kín của con người. Mọi thành công của con người đều nhờ sự kết hợp của kinh nghiệm bản thân với tri thức lãnh hội được từ việc học trong cuộc sống và trong sách vở. Chính vì vậy mà từ lâu đời, sách đã trở thành một nhu cầu cần thiết của loài người trên thế giới. Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 9 với chủ đề Sách nguồn tri thức vô tận, từ ngày 16 tháng 4 năm 2019 đến ngày 21 tháng 4 năm 2019, Thư viện trường tiểu học Long Thế A tổ chức tuần lễ trưng bày sách và phục vụ bạn đọc. Trong tuần lễ này, Thư viện giới thiệu đến bạn đọc nhiều sách mới như những mẫu chuyện cổ tích, những mẫu chuyện về Bác Hồ,
Ngoài ra, thư viện trường còn tổ chức túi sách không lẻ nhằm phục vụ sách cho các em học sinh ở điểm trường lẻ, đảm bảo phục vụ 100% sách cho học sinh cả hai khung. Với thành tích phấn đấu của thư viện trường đạt chuẩn quốc gia theo quyết định số 01 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 17 tháng Giêng năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre ra quyết định số 39 công nhận thư viện đạt thư viện trường học tiên tiến, và hiện nay thư viện đang tiến hành bổ sung các nội dung cần thiết để đăng ký thư viện xuất sắc vào đầu năm học tới.